Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình cùng đưa các con vật ra ngoài cánh đồng chơi các bạn nhé. Cánh đồng thì rất là nhiều cỏ và rau các bạn ạ. Thì chúng mình sẽ chơi bạn bạn cua này. Bạn cua này các bạn này. Bạn cua đi đường đất, bạn này cứ bới ấy, các bạn ạ. Cua đấy. Bạn cua phát ra đèn sáng nhất ngày đấy. Cua đứng đây. Chúng mình sẽ chơi với bạn vịt nhá. Bạn vịt này. Ui, bạn vịt ngã rồi. Bạn vịt con này. Chúng mình sẽ chơi với bạn rùa. Bạn rùa này. Bạn rùa đang di chuyển đấy. Bạn rùa có cái mũ rất là satin. Đấy, nhìn rất là đẹp các bạn. Bạn rùa này. Mình sẽ chơi với bạn bò sữa. Wow, rất là đẹp nhá. Bạn bò sữa đấy. Bạn bò sữa ngã rồi. Bò sữa phát ra ánh sáng rất là đẹp các bạn ơi. Bò sữa đấy. Chúng mình sẽ chơi với em bé đi chăn trâu nào. Em bé chăn trâu đấy. Bạn trâu này. Bạn trâu. Em bé này. Mình sẽ chơi bạn lợn nhá.